Xin chào anh em, số thứ nhất của series Hồi ức huyền thoại được anh em đón nhận. Đó là một niềm khích lệ lớn đối với team mình. Tuy còn một vài hạt sạn, nhưng đó sẽ là động lực của team mình để hoàn thiện hơn trong các số video tiếp theo. Và số thứ hai trong series Hồi ức huyền thoại này, chúng mình sẽ mang tới cho anh em một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi của cầu lông thế giới. Một người thầy, một mentor vĩ đại, và không ai khác, đó chính là Lee Jung-bu. Chắc hẳn, nếu anh em theo dõi kênh mình từ đầu thì sẽ một phần nào đó biết được quan điểm của mình về một vận động viên thành công hay không, hay một nền cầu lông phát triển thì luôn phải có một người thầy, một mentor chỉ lối soi đường. Và có thể nói, cầu lông Việt Nam của chúng ta đang thiếu đi một người như vậy. Một người đã thành công và biết con đường đi nào là đúng và thành công để có thể chỉ lối cho các vận động viên sau này. Và Trung Quốc đã rất may mắn khi họ đã có được một người thầy có đủ cả cá tính cũng như tài năng để dẫn dắt họ trở thành ông vua trong làng cầu lông. Lee Jung-bu sinh ngày 18 tháng 9 năm 1962 tại Đại Liên, Trung Quốc. Khi còn là vận động viên, ông thi đấu ở nội dung đôi nam. Người đánh cặp cùng ông đó chính là Tan Bingying. Để nhận xét về ông, chúng ta có thể dùng từ như tốc độ, phản xạ và sức mạnh. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Lee Jung-bu và người đồng đội đã cùng nhau giành được rất nhiều các danh hiệu lớn như vô địch thế giới vào năm 1987 và năm 1989, giải vô địch toàn Anh danh giá vào các năm 1987, 1988 và 1991, góp phần vào chức vô địch Thomas Cup của đội tuyển Trung Quốc vào các năm 1986, 1988 và 1990. Đối với một vận động viên tầm cỡ thế giới thì không thể thiếu được tấm huy chương tại Thế vận hội mùa hè. Lee Jung-bu đã xuất sắc đem về tấm huy chương đồng nội dung đôi nam tại Olympic Barcelona năm 1992. Thế nhưng, ở nội dung cá nhân, danh hiệu còn thiếu duy nhất của ông đó chính là tấm huy chương vàng Olympic. Và thành tích tốt nhất của Lee Jung-bu ở các kỳ Thế vận hội mới chỉ dừng lại ở tấm huy chương đồng tại Barcelona năm 1992. Không mấy thành công với danh hiệu Olympic, nhưng tên tuổi của ông đã trở nên nổi tiếng toàn cầu chỉ khi ông tham gia công tác huấn luyện. Vào năm 1992, sau kỳ Thế vận hội tại Barcelona, khi không giành được tấm huy chương vàng danh giá, Lee Jung-bu đã rất thất vọng khi ông đã ở độ tuổi 30 và ông đã quyết định giải nghệ. Ông quyết định ra nước ngoài để học tập kinh doanh. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông, hay nói một cách rộng hơn, nó đã thay đổi nền cầu lông thế giới, đó chính là năm 1993. Lúc đó, Liên đoàn Cầu lông Trung Quốc đang thiếu vị trí huấn luyện viên phó của đội tuyển, và người cho ông cơ hội này đó chính là Lee Furong, giám đốc đào tạo. Lúc này, Liên đoàn Cầu lông Trung Quốc không có chức danh huấn luyện viên trưởng, nên chức danh huấn luyện viên phó cũng được coi là người nắm quyền lực cao nhất. Và tại thời điểm đó, cầu lông Trung Quốc đã rơi xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Theo lời của Lee Jung-bu, cầu lông Trung Quốc ở vào thế bị người khác coi thường, nên ông đã quyết tâm đưa đội tuyển Trung Quốc đi lên. Tuy nhiên, thành công không đến ngay lập tức. Vào năm 1994, có thể nói là năm tồi tệ nhất của cầu lông Trung Quốc. Năm đó có Thomas Cup, Uber Cup và cả Đại hội Thể thao Châu Á ở Hiroshima. Thế nhưng, đội tuyển Trung Quốc chẳng những không giành được Thomas Cup mà họ còn trở thành thái hậu của Uber Cup. Kinh hoàng hơn là khi ở Đại hội Thể thao Châu Á, họ không lọt vào chung kết ở cả 7 nội dung. Đây là tình huống bi hài nhất mà ai cũng từng thấy. Trong trí nhớ của Lee Jung-bu, các tuyển thủ Trung Quốc thậm chí còn không giành được chức vô địch nào trong các giải đấu một năm sau đó. Lúc này, áp lực dành cho ông cũng như toàn đội là rất lớn, và tâm trạng của ông lúc đó là chán nản, và có người đổ lỗi cho thất bại của đội là do sự độc đoán của ông. Thực ra, điều đó không hoàn toàn tự nhiên mà có, phần do thực tế ép buộc sau này, ông chia sẻ. Nếu kết quả không tốt, tình hình của đội đương nhiên sẽ không khá hơn. Lúc đó, tôi muốn mua TV cho cả đội, nhưng không có tiền. Tôi muốn thay cửa gỗ và cửa sổ của ký túc xá vận động viên bằng cửa hợp kim nhôm và cửa sổ ấm hơn, nhưng tôi không có tiền. Mọi người đều nhìn tôi, từ việc lớn đến việc nhỏ, mọi việc tôi đều cần phải giải quyết. Vì vậy, tôi thường rất hay cáu kỉnh vào lúc đó. Nhưng sự chán nản và cáu kỉnh này cũng sẽ tạo ra một loại động lực. Nếu không có thời gian đó, sẽ không có ngày hôm nay. Và vào năm 1994 tồi tệ, Lee Jung-bu vẫn còn một chút chán nản. Vào thời điểm đó, vị trí huấn luyện viên trưởng không đồng nghĩa với quyền lực của anh ấy, mà là một loạt các vấn đề và rắc rối cần phải được giải quyết. Và chúng ta đều biết, nếu vượt qua được rào cản, nó có thể trở thành bước đệm cho sự thành công trong sự nghiệp của một người. Trong năm đó, Lee Jung-bu cuối cùng đã nhìn thấy được hy vọng trong màn sương mù với chức vô địch tại Sudirman Cup. Mặc dù mọi người đều cảm thấy rằng việc giành chức vô địch giải đồng đội hỗn hợp thế giới đầu tiên là một chút may mắn đối với đội tuyển Trung Quốc, vốn không phải là đỉnh cao vào thời điểm đó. Thế nhưng, nó đã mang lại sự tự tin cho đội tuyển Trung Quốc và Lee Jung-bu.
Cộng thêm với sự dẫn dắt tài tình của Lee Jong-bu, cầu lông Trung Quốc đã dần đi đúng quỹ đạo. Vào năm 1996, hai cô gái trẻ là Cưa Phây và Gu Chuẩn, lúc đó mới chỉ 21 tuổi, bất ngờ giành được tấm huy chương vàng Olympic tại Atlanta. Và một cái tên khác, đó chính là Đông Chuẩn, cũng đã giành được tấm huy chương bạc ở nội dung đơn nam. Đến năm 1997, Trung Quốc không chỉ giành được Sunny Cup mà còn là chức vô địch thế giới, giành 3 huy chương vàng trong 5 nội dung cá nhân. Lúc này, không ai dám coi thường đội tuyển cầu lông Trung Quốc và Lee Jong-bu lúc này mới dám thở phào và uy tín của ông ở đội tuyển cũng như với lãnh đạo ngày càng một tăng lên. Và thành công đó đến từ đâu? Có thể nói, thành công đó đến từ tính cách cương trực và quyết đoán của ông, mà những người không ưa thì gọi ông là kẻ độc tài. Trước thời của ông, cầu lông Trung Quốc chỉ chú tâm luyện tập kỹ thuật và rèn luyện thể lực. Nhưng khi ông làm huấn luyện viên trưởng, ông đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ là giáo án luyện tập kỹ thuật và thể lực như trước đây, ông đã áp dụng rất nhiều các giáo án mới, nổi bật nhất là tâm lý và chiến thuật. Nói về điều này, Wang Shixiang cho biết: "Ảnh hưởng của giám đốc Lý đối với chúng tôi không phải trong luyện tập trên sân mà là ngoài sân cầu. Ông ấy khác với những huấn luyện viên thông thường. Huấn luyện viên khác sẽ dạy chúng tôi những kỹ thuật, cách cọ sát và rèn luyện thể lực. Nhưng giám đốc Lý đã dạy chúng tôi cách nhìn nhận và phân tích các vấn đề trên sân đấu. Tôi đã trải qua rất nhiều thất bại trong sự nghiệp của mình, trong đó có trận thua đầu tiên ở Sunny Cup. Lúc này, dư luận chỉ trích tôi với lối chơi là sai lầm. Nhưng giám đốc Lý vẫn khẳng định sự cố gắng của tôi và động viên tôi giữ vững quan điểm của mình. Nếu không, có lẽ tôi đã thay đổi lối chơi từ lâu và sau này sẽ không có được kết quả như ngày hôm nay." Dưới thời của Lee Jong-bu, có những bài tập cũng như cách luyện tập rất khác người. Có những tin đồn cho rằng Lee Jong-bu cho thành lập cả đội quân xanh. Đội quân xanh này sẽ có trách nhiệm luyện tập những miếng đánh sở trường của các đối thủ để luyện tập cho các tuyển thủ có thể thích nghi và phá giải được những miếng đánh sở trường của các đối thủ quốc tế. Và tầm ảnh hưởng của ông không chỉ có ảnh hưởng tới cầu lông Trung Quốc mà nó còn làm đau đầu các nhà làm luật của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Với sự tính toán của Lee Jong-bu, trước mỗi giải đấu lớn thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia thì các vận động viên Trung Quốc luôn có thứ hạng tốt nhất để không đụng độ với nhau tại các vòng đấu sớm, mà thay vào đó họ sẽ dìu dắt và hỗ trợ nhau để đi đến những trận đấu cuối cùng. Trước đây, ở giải vô địch thế giới, mỗi nước sẽ có tối đa 5 vận động viên tham dự và Olympic là 3 vận động viên. Điều này đặt cho các vận động viên nước khác vào thế rất khó khi từ vòng 2 ở giải vô địch thế giới hay ở vòng 3 ở Thế vận hội là các vận động viên nước khác sẽ phải đối đầu với các vận động viên Trung Quốc. Và Lee Jong-bu luôn có chiến thuật cụ thể cho từng vận động viên để bào mòn thể lực của các vận động viên nước khác. Như vậy, càng vào sâu thì lợi thế thể lực của các vận động viên Trung Quốc luôn chiếm phần ưu thế. Và không chỉ có vậy, nếu các vận động viên Trung Quốc mà có gặp nhau ở vòng ngoài thì Lee Jong-bu sẽ là người quyết định ai sẽ được đi tiếp và trận đấu này sẽ được diễn ra như một vở kịch được dàn dựng trước để bảo toàn thể lực cho các vận động viên đi tiếp. Chính vì vậy mà Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã phải thay đổi luật ở giải vô địch thế giới. Từ 5 vận động viên của một quốc gia có quyền tham dự thì sẽ chỉ còn lại tối đa 3 vận động viên nếu nước đó có 2 vận động viên nằm trong top 10. Và Olympic từ 3 vận động viên chỉ còn 2 vận động viên cùng một quốc gia tham dự. Và vào năm 2005, Liên đoàn Cầu lông Thế giới, lúc đó là IBF, chính thức sửa đổi cách tính điểm 3 xét 15 với luật đổi giao cầu sang 3 xét 21 ăn điểm trực tiếp. Một phần cũng vì sự thống trị của cầu lông Trung Quốc. Lúc đó, Lee Jong-bu phản đối rất kịch liệt với quyết định này của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Việc chuyển sang tính điểm trực tiếp sẽ đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu lên rất nhiều, cũng giống như hệ thống 7 điểm trong quá khứ. Nó sẽ làm tăng kịch tính của trận đấu và thu hẹp khoảng cách sức mạnh của các vận động viên Á Âu. Ngay cả Lin Dan, sau khi chuyển sang hệ 7 điểm vào năm 2002, phong độ của anh ấy đã tụt dốc thảm hại. Chính vì lẽ này mà Liên đoàn Cầu lông Trung Quốc đã bỏ phiếu phản đối trong cuộc họp quyết định có thể thay đổi luật hay không. Nhưng điều đó đã không làm IBF đổi ý. Vào năm 2006, luật tính điểm 3 xét 21 được áp dụng. Nhưng với tài năng của Lee Jong-bu, nó cũng không làm khó được ông. Cụ thể là tại Olympic Bắc Kinh vào năm 2008, Trung Quốc đã giành 3 tấm huy chương vàng. Và đến kỳ Thế vận hội tiếp theo tại London 2012 thì Trung Quốc đã thâu tóm toàn bộ 5 tấm huy chương vàng, điều mà trước đây chưa một huấn luyện viên hay một quốc gia nào làm được. Và với tính cách của mình, ông luôn đặt niềm tin vào những cái tên nhất định mà ông cho là những người có chân mệnh để trở thành nhà vô địch. Đi song hành với điều đó là những người bị ông gạt ra. Chính vì vậy mà những rắc rối liên quan đến nhân sự là điều không tránh khỏi.
vào năm 1998, lúc đó uy thế của Lee Jong-bu đang rất lớn. Thế nhưng, ông đã gặp phải sự phản đối lớn nhất từ trước tới giờ. Huấn luyện viên đơn nam Lee Mao dẫn đầu, cùng với một số huấn luyện viên và vận động viên khác, bao gồm cả Lee Ling-wei, tố cáo Lee Jong-bu nhận hối lộ và việc phân chia tiền thưởng có vấn đề. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc là kiêu ngạo và chuyên chế. Vì vậy mà các bộ phận liên quan đã phải thành lập tổ điều tra để tìm hiểu sự việc. Sự việc năm 1998 là một trải nghiệm vô cùng đau đớn đối với tôi. Tôi cảm thấy trong cuộc đời đây là điều không muốn nhắc đến nhất, bởi vì nó đã gây đến cho tôi rất nhiều đau đớn. Vì vậy, tôi cảm thấy đây là điều không thể tha thứ nhất trong cuộc đời của mình. Và Lee Jong-bu đã không mô tả chi tiết trải nghiệm khó chịu mà chỉ nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, sau một thời gian ngắn, các huấn luyện viên đều ủng hộ tôi, trong khi những người phản đối tôi rất cô lập trong đội. Và cuối cùng, tất cả đều ủng hộ tôi. Tôi chọn cách ra đi một mình, không sa thải ai cả. Thứ hai, trong giai đoạn khó khăn và nhạy cảm nhất, tôi đã không hề buông lỏng công việc quản lý đội. Nếu không, sẽ không có kết quả tốt. Và kết luận cuối cùng của nhóm điều tra về nghi vấn của Lee Jong-bu là có vấn đề trong công tác quản lý, nhưng không có nghi vấn nào trong việc nhận hối lộ cũng như việc chia tiền thưởng. Và sau bất ổn vào năm 1998, huấn luyện viên trưởng của nội dung đơn nữ Lee Ling-wei và huấn luyện viên trưởng của nội dung đơn nam Lee Mao liên tiếp rời đội tuyển Trung Quốc. Và một trong những tay vợt không lọt vào mắt xanh của Lee Jong-bu đó chính là Châu Mi. Lúc đó, cô đang là tay vợt số 1 thế giới của nội dung đơn nữ. Châu Mi nói rằng Lee Jong-bu muốn cô cố tình thua trước người đồng đội Yang Ning trong trận bán kết Olympic Athens 2004. Và sau đó, Yang Ning đã tiến vào trận chung kết và giành tấm huy chương vàng. Theo lời của Châu Mi, Lee Jong-bu nói với cô, chúng ta phải đặt danh dự của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Và cô cũng cho biết cô không đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Thế nhưng, khi nghe theo chỉ dẫn của Lee Jong-bu, khiến cô cảm thấy sai trái với lòng của mình. Không chỉ tại Olympic Athens 2004, Châu Mi còn cho biết cô đã bị buộc phải thua cuộc trước những người đồng đội bởi tác động của huấn luyện viên Lee Jong-bu. Cụ thể là trong trận đấu toàn Anh vào năm 2003, kết quả của trận đấu đã được quyết định trước khi trận đấu diễn ra. Không chỉ vậy, quyết định rời đội tuyển quốc gia của cô cũng là do sự can thiệp của Lee Jong-bu. Thực tế, tôi không chọn giải nghệ, nhưng huấn luyện viên đã yêu cầu tôi làm điều đó. Sau đó, Châu Mi đã chuyển sang nhập quốc tịch Hồng Kông. Và một scandal nữa liên quan đến Lee Jong-bu đó chính là vào năm 2012 khi Yu Yang và Wang Shaoli cố tình để thua trong trận cuối cùng tại vòng bảng Olympic London khiến những đối thủ lớn gián tiếp bị loại. Đây được cho là chỉ đạo của Lee Jong-bu và sự việc này khiến không chỉ người hâm mộ cầu lông trên thế giới phẫn nộ mà ngay cả những fan hâm mộ cầu lông Trung Quốc cũng không tỏ ra hài lòng với cách làm của đội tuyển nước nhà. Và vào năm 2016, trước Thế vận hội Rio, ông đã thừa nhận đây là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Và trong mắt những người không ưa ông thì đúng ông là một kẻ độc tài, kiêu ngạo và độc đoán. Thế nhưng, trong ánh mắt của những người tin tưởng và ủng hộ ông thì lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Ở đội tuyển cầu lông Trung Quốc thì việc phát sinh tình cảm giữa các thành viên trong đội tuyển là điều cấm kỵ. Nó sẽ khiến cho kết quả thi đấu và sự ổn định của các vận động viên sẽ bị giảm sút. Thế nhưng, Lee Jong-bu lại nghĩ khác. Trong một lần trả lời phỏng vấn trước thềm Olympic Athens 2004 khi được phóng viên hỏi, nhiều phương tiện truyền thông đặc biệt chú ý đến một điều ở đội tuyển cầu lông, đó chính là tình yêu giữa các thành viên trong đội, đặc biệt là Chen Hong và Gao Lin. Có vẻ ông đã khá khoan dung với họ. Lee Jong-bu trả lời, tôi nghĩ rằng tình yêu nếu được sắp xếp hợp lý sẽ có ảnh hưởng tốt tới các thành tích. Những người hâm mộ có thể chỉ hiểu được phần nào cuộc sống của các vận động viên. Các vận động viên họ bị bó buộc trong vòng tròn ký túc xá, sân tập luyện và đi thi đấu. Nó khá là đơn điệu, họ không có nhiều thời gian giao tiếp với thế giới bên ngoài. Như vậy, nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của họ rất nhiều. Và câu chuyện sẽ là nếu tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới vì tôi yêu vợ hay bạn gái của mình. Nếu tôi giành được chức vô địch, tôi tin rằng hình ảnh của tôi trong tâm trí cô ấy có thể cao hơn. Nó sẽ là động lực để các vận động viên cố gắng phấn đấu. Và trong quãng thời gian làm huấn luyện viên của mình, đã có khá nhiều cặp đôi đình đám có thể kể đến như Chen Hong và Gao Lin, Chen Long và Wang Shixiang, Giang Nan và Zhao Junlei. Và không thể không nhắc tới, đó chính là Lin Dan và người đàn chị trong đội Xia Xingfang. Và cũng đã có rất nhiều lần, Lee Jong-bu đối đầu với cánh phóng viên để bảo vệ học trò của mình trước những lời chỉ trích về thành tích thi đấu không tốt.
Khi còn thi đấu, đối thủ lớn nhất của Lee Jong-bu đó chính là Park Yu-bong. Có thể nói, đây là kỳ phùng địch thủ. Những trận đối đầu của họ luôn là tâm điểm đáng xem nhất của thời bấy giờ. Có thể nói, họ thay nhau đứng trên bục cao nhất. Giải vô địch thế giới tại Canada, Park Yu-bong đã cùng người đồng đội của mình Kim Moon-soo đã đánh bại Lee Jong-bu và Tan Bingying ở trận chung kết để giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng 2 năm sau đó, ở trên sân nhà Bắc Kinh, Lee Jong-bu và Tan Bingying đã đánh bại Park Yu-bong và Kim Moon-soo ở bán kết, sau đó có chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó là năm 1989, Lee Jong-bu có chức vô địch thế giới lần thứ 2. Thế nhưng, tại Olympic Barcelona vào năm 1992, bộ đôi Park Yu-bong và Kim Moon-soo đã giành tấm huy chương vàng Olympic danh giá, trong khi Lee Jong-bu mới chỉ có tấm huy chương đồng, và đó là tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của Lee Jong-bu. Và thật tình cờ, khi số phận đã đưa đẩy và chớ trêu thay, khi ông đã lên làm huấn luyện viên, thì đối thủ lớn nhất của những học trò của ông cũng là những người Hàn Quốc. Những sự đối đầu của bốn tay vợt như Phu Khai Phân, Kai Yun và Lee Jung Dae và Jung Ja Sung, hay Phu Khai Phân, Giang Nan đối đầu với Lee Jung Dae và Yu Jae Seong, có thể nói đó là những trận đấu kinh điển. Những trận đấu của họ luôn kịch tính và có thể ghi vào sách giáo khoa của môn cầu lông. Và sau khi Olympic tại Barcelona vào năm 1992 khép lại, Lee Jong-bu cùng người đồng đội của mình, Tan Bingying, người đã chinh chiến với ông suốt 10 năm. Lúc này, người đã bước sang tuổi 30, người thì 29, và thể lực đã đi xuống, sự nhanh nhẹn đã không còn, cùng với đó là những chấn thương sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Họ đã tới một quán bar tại Barcelona, họ đã uống với nhau 10 vại bia liên tục để kỷ niệm cho 10 năm gắn bó bên nhau, và họ đã đưa ra quyết định lúc này, đó chính là chúng ta nên dừng lại. Và vào năm 1993, khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên phó của đội tuyển Trung Quốc, Lee Jong-bu đã gọi người đồng đội Tan Bingying của mình vào công tác huấn luyện, và Tan Bingying lúc này đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội nữ, và họ đã cùng nhau đưa đội tuyển Trung Quốc đến những thành công không thể tin nổi. Và chúng ta đều biết, dù là kẻ thù không đội trời chung trên sân đấu, nhưng ngoài đời, Lee Jong-bu và Lee Chung-wei có mối quan hệ rất tốt. Lee Jong-bu rất ngưỡng mộ tài năng của Lee Chung-wei, và với việc Lee Chung-wei là người gốc Hoa nên họ càng dễ dàng trò chuyện và thấu hiểu nhau. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Lee Jong-bu từng nói: "Thật tiếc khi Lee Chung-wei không mang quốc tịch Trung Quốc. Nếu anh ấy mà là thành viên của đội thì tôi dám chắc anh ấy sẽ có nhiều hơn một danh hiệu vô địch thế giới." Và vào năm 2012, Lee Chung-wei tổ chức đám cưới cùng Wang Mi-chu. Lee Jong-bu cũng đã có mặt và gửi những lời chúc tới cả hai, và ông còn hát tặng họ một bài. Vào năm 2019, sau khi Lee Chung-wei phẫu thuật thành công khối u ở mũi, Lee Jong-bu cũng đã từ Trung Quốc bay sang Malaysia để hỏi thăm và động viên Lee Chung-wei. Là một người bộc trực, nóng tính trong sự nghiệp huấn luyện, nhưng với gia đình và đặc biệt là với người vợ Xie Ying thì Lee Jong-bu lại là một con người hoàn toàn khác. Có thể nói, ông là một người cực kỳ lãng mạn và ông đã dành toàn bộ tình yêu cho người vợ của mình. Thế nhưng, tình yêu của ông và bà xã lúc đầu cũng đã phải trải qua rất nhiều gian truân. Có lần, phóng viên hỏi: "Nghe nói, lần đầu của anh ngỏ lời với bạn gái có vẻ không được suôn sẻ." Lee Jong-bu đáp: "Có một lần ở Thẩm Dương, đó là tại hồ chứa của núi Chipan. Chúng tôi đã đến chơi và tôi đã hẹn một nhóm bạn cùng đi. Tôi đã mời cô ấy cùng tham gia với chúng tôi. Lúc đầu, cô ấy đã đồng ý, nhưng cô ấy đã không đến sau khi chúng tôi đã đợi cô ấy nửa tiếng. Cô ấy nói rằng, bố mẹ cô ấy quyết định không cho cô ấy đi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất chán nản." Phóng viên hỏi tiếp: "Vậy thì làm thế nào anh có thể vượt qua được cửa ải bố mẹ vợ của mình?" Lee Jong-bu đáp thêm: "Thời gian trôi qua, tôi đã trưởng thành hơn. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Bố cô ấy thích xem bóng đá. Tôi có nhiều người bạn chơi bóng đá vào thời điểm đó. Và bản thân tôi cũng từng chơi bóng đá. Và tôi có người bạn thân là Jiang Shuolei. Bố của anh ấy là giám đốc Ủy ban Thể thao Thẩm Dương. Tôi đã nói với anh ấy, khi nào có bóng đá ở đây, hãy kiếm cho tôi 2 vé. Và điều đó đã giúp tôi lấy lòng được bố vợ của tôi hiện tại." Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lee Jong-bu đã rất kỳ công khi đặt tặng vợ mình 999 bông hồng. "Thực sự, nó rất nhiều. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để cắm nó. Và tôi đã phải nhờ tới 3 người bạn giúp đỡ thì mới có thể di chuyển nó vào phòng ngủ của chúng tôi. Vợ tôi thích lắm." Ngoài ra, Lee Jong-bu đã đặc biệt thu âm một album với tên tựa đề Bài ca tình yêu để dành tặng cho người vợ yêu thương đã âm thầm ủng hộ ông suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, Xie Ying, người cũng thích âm nhạc bình thường, thừa nhận rằng cô ấy hát không hay bằng chồng, vì vậy hãy để anh ấy hát một mình.
và vào năm 2005, khi Sudirman Cup tổ chức tại Trung Quốc, chính ông đã hát bài hát khai mạc với lời bài hát được ông cùng các nhạc sĩ khác biên soạn. Thế nhưng, cái tính cách bộc trực của Lee Jong-bu cũng đã làm cơ hội thăng tiến của ông không còn. Vào năm 2016, Lee Jong-bu cùng Cai Jun-kwo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, được coi là hai cái tên sáng giá nhất cho chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao. Thế nhưng, vào ngày 28 tháng 12, hai cuộc họp quan trọng nhất của hệ thống thể thao đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Phiên họp toàn thể vào năm 2016 của Ủy ban Olympic Trung Quốc và hội nghị lần thứ tư của Liên đoàn Thể thao Trung Quốc lần thứ 9, hai cuộc họp đã bầu Gâu Dung Quân làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiêm Bí thư Đảng đoàn và Cai Jun-kwo là một trong 8 cấp phó. Và bất ngờ hơn nữa khi Lee Ling-wei, người mà đã lên tiếng phản đối Lee Jong-bu khi còn là huấn luyện viên dưới trướng của ông, bất ngờ được bổ nhiệm chức phó cục trưởng. Lúc đó, dù mới chỉ là thành viên cấp cục, thường thì giữ chức vụ quan trọng này phải là những người thuộc cấp thứ trưởng trở lên. Và đây cũng là dấu hiệu chấm dứt cho thời đại của Lee Jong-bu. Ông bị sa thải vào năm 2017, lúc đó đã có rất nhiều các quốc gia trải thảm đỏ mời ông về dẫn dắt, nổi bật nhất trong đó là Nhật Bản và Malaysia. Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Malaysia Dato Seri Noza nói rằng Tổng Giám đốc Cầu lông Malaysia đã liên hệ với Lee Jong-bu để thảo luận về làm giám đốc huấn luyện viên mới, nhưng Lee Jong-bu đã từ chối lời mời. Chúng tôi đã liên hệ với Lee Jong-bu thông qua một bên thứ ba, nhưng anh ấy cho biết rằng anh ấy không có hứng thú với điều đó. Vì vậy, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đây. Và dù yêu hay ghét thì tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng Lee Jong-bu đã dành cả đời để phụng sự quốc gia. Những gì ông làm đều là những điều ông nghĩ tốt nhất cho cầu lông Trung Quốc. Và một số câu chuyện nhỏ sau đây có thể sẽ giúp anh em có thể thấy được điều đó. Sau những thành công của đội tuyển cầu lông Trung Quốc tại London 2012, rất nhiều phóng viên các nước muốn biết quá trình huấn luyện của đội tuyển cầu lông Trung Quốc diễn ra như thế nào. Thế nhưng Lee Jong-bu đã từ chối tất cả, đến mức Liên đoàn Cầu lông Thế giới phải gửi văn bản về phía Trung Quốc đề nghị cho các phóng viên tác nghiệp. Lúc này, Lee Jong-bu mới nhượng bộ để các phóng viên vào tác nghiệp. Thế nhưng, sự già dơ của Lee Jong-bu chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp lúc các vận động viên khởi động và các bài tập cực kỳ cơ bản. Đến khi tập chiến thuật thì các phóng viên sẽ bị mời ra ngoài. Và dưới thời của ông, không một vận động viên hay huấn luyện viên nào ra nước ngoài làm việc hay không có bất cứ huấn luyện viên nước ngoài nào ở đội tuyển Trung Quốc. Với ông, những gì cầu lông Trung Quốc đang có là tốt nhất. Chính vì vậy mà không cần những nguồn lực từ nước khác, cũng như không thể để lộ các giáo án của mình ra ngoài được. Các vận động viên của đội tuyển sau khi giải nghệ, ngoài những người được giữ lại là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, thì họ cũng có thể dễ dàng tìm được các vị trí huấn luyện viên ở các tỉnh thành hay thành giảng viên của các trường đại học ở Trung Quốc. Và sau khi rời bỏ vị trí tổng lý trưởng cầu lông Trung Quốc, nhưng ông vẫn giữ tư cách Phó Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc, đồng thời là chuyên viên của Ủy ban Olympic Trung Quốc. Vào năm 2020, ông đã thành lập Học viện Cầu lông Quốc tế mang tên mình tại tầng 3 nhà thi đấu tỉnh Liêu Ninh, rất hiện đại với hơn 60 sân cầu. Học viện được trang bị màn hình LED, hiển thị để xem lại các trận đấu, phân tích kỹ thuật, giảng dạy bằng video, cũng như có phòng tập thể lực chuyên nghiệp và phòng rèn luyện thể lực. Câu lạc bộ có đội ngũ huấn luyện viên hạng nhất, đội nghiên cứu thể thao, đội y tế và đội hỗ trợ hậu cần. Và trong 24 năm làm huấn luyện viên đội tuyển cầu lông Trung Quốc, Lee Jong-bu đã huấn luyện 81 nhà vô địch thế giới. Lee Jong-bu cho biết, ước mơ của tôi là huấn luyện 100 nhà vô địch thế giới và Học viện Lee Jong-bu Liêu Ninh sẽ là một sân khấu khác để hiện thực hóa giấc mơ này. Tại buổi lễ ra mắt vào ngày 12 tháng 12, hàng chục học trò cưng của Lee Jong-bu, bao gồm Lin Dan, Bao Chun-lai, Yang Ning đã đến để giúp đỡ. Lee Jong-bu nói rằng họ đều là huấn luyện viên danh dự của học viên và sẽ thường xuyên đến thẩm dương để giao lưu với các vận động viên trẻ và sẽ giúp họ tiến bộ hơn. Nếu như khi còn huấn luyện, ông phản đối gay gắt với luật tính điểm 3-21, thì sau khi nghỉ hưu, ông lại rất hưởng ứng với luật mới 5-11 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Dù các liên đoàn cầu lông các nước khác không mấy mặn mà với cách tính điểm mới này, thì ông là những người tiên phong áp dụng trong các giải đấu quốc nội. Bên cạnh đó, ông là một trong những người đồng sáng lập ra nội dung 3-3 và hiện tại nó đã trở thành một giải đấu thường niên và rất được đón nhận tại Trung Quốc. Và Trung Quốc đã may mắn khi có một huấn luyện viên tài năng và hết mình về tổ quốc. Nói không quá khi dùng từ huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại dành cho Lee Jong-bu. Vào năm 2011, ông được Liên đoàn Cầu lông Thế giới vinh danh tại đại sảnh danh vọng
Badminton Hall of Fame cho những đóng góp của ông với cầu lông Trung Quốc nói riêng cũng như cầu lông thế giới nói chung. Và vào năm 2013, Lightning cho ra mắt bộ sưu tập mang tên ông để tri ân những đóng góp của ông khi đã đào tạo được các vận động viên giành 100 chức vô địch. Và sự nghiệp huấn luyện của ông có thể nói sẽ rất lâu nữa mới có ai có thể phá được. Trong 24 năm làm huấn luyện viên, ông đã đào tạo được 81 nhà vô địch. Dưới sự dẫn dắt của ông, Trung Quốc đã giành tới 92 chức vô địch thế giới, bao gồm 18 huy chương vàng Olympic, 44 chức vô địch thế giới, 10 danh hiệu Sudirman Cup, 5 danh hiệu Thomas Cup và 9 danh hiệu Uber Cup. Và vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đi hết số thứ 2 trong series Hối ức huyền thoại với người được chọn là Lee Jung Bu. Thay mặt cho tập thể ekip, mình xin gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi chúng mình trong những bước đi đầu này. Và các bạn hãy đừng quên để lại một nút like và một nút subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.